Rồi. Riêng của DC chưa bao giờ làm người xem phải thất vọng anh em ơi. Ai, lại con gì đây giờ ta? Giờ chưa con gì ta? Chưa con gì cảm thấy hợp lý nhỉ? Click knock. Ôi, dừng cái để tôi lo bạn ơi. Click knock thì phải đánh con gì giờ ta? Đánh con Zeal. Được. Zeal của IDC chưa bao giờ là người xem thất vọng anh em ạ. Zeal của IDC chưa bao giờ là người xem thất vọng. Cho bé. Đấy anh em thấy không? Nó cứ kiểu bị hơi giật giật đúng không? Lên anh em. Sao sao mình lại gặp biến nhỉ? Cảm ơn Su nhá. Sao biến đánh giải mà không thèm tắm. Ai bảo bọn mình trước khi đánh giải là bọn mình tắm rồi để có cái tinh thần thoải mái đánh giải chứ. Làm sao có chuyện làm sao có chuyện đánh giải không tắm được? Không cần tắm luôn. Cảm ơn Queen B nhá. Cảm ơn bạn. Có đảm bảo tim à? Đúng. Sao mà không tắm? Hôm nay làm cái gì? Ôi, xì đó ai thôi. Ai, hay là tắt đấy đi nhở? Bị delay đấy nhở? Sao? Cái tiếng đấy bị delay thế nào? Hello anh em nhá, chúc em xem livestream vui vẻ. Có lẽ là mình nên mở nhạc. Cảm ơn Tiến Hiệp nhá, cảm ơn bạn. Bạch chịu. Ơ vào bùa đỏ, bùa đỏ kìa. Muốn xem bùa đỏ kìa. Em hiểu, tắm ít làm gì. Nên đánh nhau thì tao dừng ăn hai bùa trước à? Chiều đánh mà giờ phải livestream à? Không đúng chứ, không livestream thì làm sao có tiền? Trời ơi, mình nghèo lắm bạn ơi. Livestream thì lấy đâu ra tiền để ăn, tiêu để ăn đây. Tè luôn mẹ thằng lố, tao dã man luôn đấy. Tiêu đấy. Sao mày anh? Ok thì. Cái mang bản dịch côn trùng sao? Gấu phải cầm gấu để trị đúng không? Gặp FL gấu là phải cầm Zuka mới trị được. Chào mọi người nhá. Xong. Ủa, sao Zuka ra mid nhanh thế? Mình không biết. Không biết thằng Zuka ra mid luôn. Không biết Zuka ra mid luôn. Chịu luôn. Màu sao farm sắp khỏe rồi anh em ạ. Tí khỏe có đồ thì mới gánh team được. Gấu Varet. Gấu Varet sắp thành Bách Varet rồi. Anh xuống. Đỏ rồi. Đỏ rồi. Biết nó không có ấy đâu, không có liềm đâu.
Xong xong không ạ? Này em ơi. Xong bên lý rồi. Ui em lag quá. Đó, 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 một mạng đó. Kéo, 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 không kéo, không kéo. Dâu, dâu kéo. Ui, không chết cả. Ô, thằng điên à? Ôi, mẹ nó nhảy lại, nó giết mình à, kiếp sư bố này, cái thằng này, cái lính lag này. Anh gấu làm gì? Ô, anh gấu làm gì đây? Ô, cái gì đây? Cái gì đấy? Ui sao giật thế? Giảm FPS kinh quá anh em ơi. Giảm FPS kinh quá. Không chơi được rồi. Ê, đen thế. Em giảm FPS nhiều quá. Không nóng máy lắm đâu nhở? Lát thở công nhận á, mình bị lát, anh bị lát. Chí mức đồ. Đấy, bảo nốt đồ, trong một chiêu thức kìa. Nhiều hết kìa. Được. Nhục chưa, nhục chưa. Lên nốt cái đồ gì? 003. Em này làm quả, được kiên 007 anh. Anh vào chiến ơi. Deal của DC chưa bao giờ làm người xem phải thất vọng anh em ơi. Deal của DC chưa bao giờ làm khán giả phải thất vọng cả. Còn gì nữa, cho mình xin một chia sẻ đi chứ. Anh em phải chia sẻ cho người ta xem gì của mình chơi đi chứ. Đây này. Anh nghĩ em chơi để gọi là chỉ cho các bạn. Bây giờ em chỉ cho anh. Anh đang còn một vài cái con này. Trả lời. Con này bao giờ thì dùng cái quả cầu bay cận trần gì đấy. Có thanh dùng. Không, mẹ đứng đi một chỗ rồi. Con này dùng. Ngần ngại gì mà không chia sẻ đi anh em ơi. Chia sẻ đi, có nhiều người xem để mình lấy đồng đục chơi nào. Càng nhiều người xem càng cân tim giỏi nha anh em ơi. Càng cân tim giỏi nha anh em ơi. Đây, lo hết. Mình cân hết anh em ạ, anh em tin không? Anh em có tin mình không? Anh em có tin mình hay không? Có tin hay không thôi. Mẹ chạy lên đi điện thoại toang rồi anh ạ. Biết rồi. Ui trời ơi, lâu ti kìa. Đẹp thế, tí cân ba được rồi. Chia sẻ đấy anh em ơi. Càng nhiều người xem cân tim càng hay nhá anh em ơi. Wow. Chào mọi người nhá, mọi người ai chưa like, chia sẻ like chị. Cảm ơn chị đau thế. Cảm ơn Quốc An nhá, cảm ơn em. Cảm ơn Dương Thị Linh nhá, cảm ơn em. Anh có một xem em không? Quên mất, mình xem ở đây. Đã bảo là Zio của ADC chưa bao giờ làm khán giả phải thất vọng em ơi. Mày đang trong Discord với thằng nào? Ôi, thằng ADC. Nó là không chơi game hùng chiến, tiếng nó lại gáy kép nhờ. Học ơi. Gáy với con Zio đó anh ơi. Lên trình cái gì, lên trình con Zio được bao giờ? Em lên trình đánh hay từ trước đến nay rồi kêu lên trình vẩn. Hơi giật đấy. Cái chết. Ôi chết rồi. Em bách làm được. Anh em ơi. Bách làm được. Tôi chết rồi, bách nát rồi. Chơi bánh em. Ơi, đừng có lại không đi ra đây anh em ơi.
chạy đi em ơi. Thế đéo có đủ đam giết thằng nào, cay chết nhở. Chạy đi em ơi. Như thế mà. Chạy đi anh em ơi. Chết em ơi, em chết rồi em ơi. Chết rồi em ơi. Đùa chứ chạy làm sao được với Zeal của ADC mà lị. Ồ chấm căng thẳng, không hiểu cận này căng thẳng ở chỗ nào đây. Uầy lắc thế. Ôi ôi, thua mất mạng. Dẫu tụt FPS kinh quá anh em ơi, không chơi được rồi. Em lo được. Em lo được anh ơi. Phải thổi cho máy mát em à. Thì nó máy nó tụi FPS không chơi được luôn. Mày lên đi, đừng xuống đây nhiều á. Đấy trụ. Lắc thật sự anh em ơi. Lắc quá anh em ơi. Lắc quá anh em ơi. Muốn giết thằng ấy không? Muốn giết thằng ấy không? Muốn giết thằng KC không? KC anh em ơi. Bên bên trái, bên trái, bên giữa, bên giữa. Ôi trời, ôi tí chết. Được không, được không? Ui, anh cần 4, cần 5 mẹ rồi. Thế là chậm anh nhỉ? Đi lên bao nhiêu đây? Hả? Thầy đi lên bao nhiêu? Biết bạn để Ali. Đây cho bạn Ali không vừa tốt thế đấy. Đây đang delay. Đèn thế.